Chào các bạn, anh sáng nay anh Phi sẽ có mặt sớm tại cửa hàng Abo để anh Phi test hai cái chiếc xe điều khiển từ xa 8211 này. Một chiếc sẽ là màu cam và một chiếc sẽ là màu xanh dương. Thì hai chiếc xe này sẽ được test và đóng gói gửi đi Sóc Trăng nha các bạn nhé. Và vì sao sáng nay anh Phi có mặt sớm ở Abo cũng là vì anh Phi sẽ hôm nay sẽ có một cái đợt khui hàng để bổ sung hàng cho Abo. Cho nên đó là anh Phi cũng sẽ có mặt sớm. Không vì cái đơn hàng này thì anh Phi cũng sẽ có mặt sớm thôi. Nhưng mà sẵn vì cái đơn hàng này cho nên là anh Phi có mặt sớm và mang theo máy để review sản phẩm luôn. Và như cái phần hôm trước anh Phi có review thì cái sản phẩm 8211 này là nó còn có màu xanh lá nữa. Một cái màu xanh lá, màu cam và màu xanh dương. Và anh mượn thêm cái màu xanh lá nữa để anh lật cái hộp cho các bạn xem cái hình cái màu cái nha. Đây là cái chiếc 8211 màu xanh lá đây. Nó cùng giá, nó cùng kích cỡ, nó cùng hết nha các bạn nha. Cái kích thước hộp của nó sẽ là 19 nè. 19 chiều cao nè, 15 chiều sâu nè và 30 chiều ngang. Khi đóng thùng nó sẽ là như vậy ha. Thôi thì bây giờ anh Phi sẽ trở lại với câu chuyện anh Phi review cái con cam và con xanh dương ha. Không phải review mà test. Hôm nay thật sự là test chứ không phải review. Ha, test con cam xanh dương để gửi đi Sóc Trăng cho khách nè. Rồi, anh Phi cần một cái ổ điện và một cái cốc sạc Android để anh Phi thử cái sạc pin. Và tất nhiên là anh Phi phải cắm điện vào cái ổ sạc này ha. Cái bịch này nó sẽ đây ha. Nó sẽ có cái phần cáp sạc chuẩn cổng USB. Các bạn cắm vào trong cổng sạc Android ha. Và cắm vào điện. Cái khâu cắm vào điện này thì phụ huynh làm giùm ha. Còn mấy cái khâu này thì mấy bé làm được. Rồi đây cắm vào ha. Sau khi cắm vào thì ở cái đèn đỏ ở đây nó sẽ hiện lên nha. Cái đèn đỏ ở đây nó sẽ hiện lên nè. Thấy không? Thấy cái đèn đỏ không? Đó, sạc khoảng tầm từ 2 cho tới 3 tiếng thì nó sẽ đầy. Trong khi chờ test sạc cái con này thì anh Phi sẽ gỡ cái hộp này ra ha. Gỡ cái hộp này ra. Rồi, cắt ha. Và cắt. Cắt luôn. Cái kéo lục quá. Kéo lục quá cắt không ra. Rồi, xong. Để nó ra rồi ha. Nè, nó có phụt nhúng nè ha. Đây, đây nhúng nè, thấy không? Nó phụt nhúng sau nữa nè. À, xe này chơi, các bạn đừng có chạy vô nước ha và không chạy vô cát, nó sẽ bền hơn. Khi các bạn chạy vô cát với chạy vô nước, một là nước nó sẽ vào cái bo mạch, hai là cát nó sẽ vào những cái motor này. Nó sẽ làm chạy lẹt kẹt. Hồi xưa bạn nam con anh nó đem chiếc xe này ra biển nó chạy giống vậy thôi chứ không hẳn là chiếc xe này. Cho nên nó là anh Phi đã có kinh nghiệm về vấn đề này rồi ha. Cho pin vào. Test sản phẩm ở Abo này nó sẽ là như vậy. Nó giống như là cái thao tác mình bán hàng cho khách hàng tại chỗ vậy thôi. Khách hàng tại chỗ khi bán thì cũng phải test hết tất cả những cái này, gồm có cho pin vào tay điều khiển nè, rồi thử sạc nè, nếu có nè, thử hết tất cả các chức năng trên tay điều khiển nè. Rồi thử xe chạy tới chạy lui quẹo trái quẹo phải ok rồi mới giao hàng. Trước hết sản phẩm nó phải đặt hoạt động bình thường mới giao đi được, nếu không á là chịu thua. Ở đây nó có cái con nút công tắc nha các bạn ha. Off nè, on là để chơi nè, siết cò là nó đỏ đèn ha. Đá cò chạy lui nó cũng đỏ đèn, quẹo trái cũng rẽ đèn, quẹo phải cũng rẽ đèn, trái cũng trái đèn ha. Còn nếu off đây á là nó sẽ không có lên công tắc, anh ốp nha. Rồi bây giờ anh sẽ bỏ pin vào trong này ha. Trước mắt vẫn là tháo cái con ốc này ra. Các bạn về quê thì có xin lỗi gửi về hàng về đi thì nó sẽ có con vít này, mà không phải xe nào cũng có nha. Cái gì riêng cái dòng 821 này là nó có, nhưng mà các cái dòng khác thì anh Phi không biết ha. Bán tới đâu mình review tới đó thì mới biết được. Rồi đây. Thường những cái lúc mà test sản phẩm như vậy anh Phi sẽ giữ nguyên cái clip, chứ anh Phi không có cắt cảnh. Cho nên nó là những cái chỗ này anh Phi không có làm cho nó hấp dẫn hơn bằng cách cắt cảnh cho nó hoành tráng chẳng hạn. Anh Phi sẽ để nguyên một cái đoạn clip dài
để test để đảm bảo cái độ chân thật của nó ha. À, còn khi mà làm clip lại theo một cái mô típ khác á, giới thiệu sản phẩm thì anh Phi đồ sẽ cắt được con này là không ha. À, rồi cho vào nhét cái dây pin vào, và trước khi các bạn lắp cái dây pin lại thì các bạn sẽ thử ha. À, trước khi lắp lại sẽ thử, các bạn sẽ thấy cái bụng bự của anh Phi mập ở đây. À, đây ha, mở on sản phẩm lên, mở on tay điều khiển lên, rồi tay điều khiển xe mở on lên hết, on mở on ở đây lên ha. À, rồi siết cò là chạy nè, đá cò là lui nè, rẽ trái nè, phải nè, rẽ trái nè ha, phải nè, trái nè ha. Rồi vậy là ổn rồi, chúng ta sẽ lắp pin lại là ok rồi ha, lắp pin lại là ok rồi. Rồi đây à, lắp cái con ốc lại ha. Đây, phải đảm bảo được rằng là con ốc này nó phi vào ngay cái lỗ ốc của nó mình mới siết được, còn nếu không á là ngồi siết hoài siết không có ra ha. Vô vô xin lỗi đây ha, đầu xe quay qua bên này. Đấy, tới nè, lùi nè, tới nè, lùi nè, tới nè, lùi nè ha, rất là nhanh. Này, rẽ trái rẽ phải, rẽ trái rẽ phải, rẽ trái rẽ phải, ok chưa. Rồi chiếc màu cam đã xong, và bây giờ anh Phi sẽ cắt cảnh ở chỗ này, và anh Phi sẽ khui hợp chiếc màu xanh để anh Phi tới chiếc màu xanh nữa là xong ha các bạn ha. Thì anh Phi sẽ mở thêm một chút xíu nữa về cái con cam này, anh Phi sẽ đóng cho các bạn xem, đóng gói gửi đi. Thật sự khi test tới đây bỏ vào là xong rồi, nhưng mà khi đóng gói gửi đi đường xa nó có hai cách. Nếu những chiếc xe nào không có remote, không có on off á, thì chúng ta sẽ phải gỡ cái viên pin này ra ha. Còn ở đây thì xe nó có on off cho nên là anh Phi chỉ cần tắt off rồi anh Phi đóng gói thôi, không cần gỡ viên pin ra ha. Chứ những cái xe mà không có on off nó có công tắc tự động á các bạn, gọi là không sử dụng á, không sử dụng nó sẽ tự tắt á, là khi mà các bạn gửi đi đường xa á, nó sẽ lúc lắc chiếc xe, hoặc nó lúc lắc cái tay điều khiển, nhất là những cái tay mà bánh gật á, bánh lái gật á, gật ngang qua nó lái, gật ngang lại nó lái á, là nó sẽ bị cái câu chuyện đó là nó tự động kích hoạt cái công tắc, và khi đó nó sẽ rất là dễ hết pin ha. À, nó có những cái dòng xe đó nó không có công tắc ở trên tay điều khiển, cho nên nó là những lúc gửi đi đó chúng ta sẽ phải tắt cái tay điều khiển đi, hoặc là lấy pin trong tay điều khiển ra, mà không có công tắc thì lấy gì tắt cái tay điều khiển, cho nên buộc lòng phải lấy pin trong tay điều khiển ra ha. Trong cái dòng xe hiện nay thì thường cái mẫu 3688 gạch đó, nó sẽ làm chuyện này, hoặc là những cái mẫu mà có tay vô lăng á, thì phải lưu ý ha. Bộ phận đóng hàng họ sẽ lưu ý hết mức cái chuyện này, bởi vì nếu mà không lưu ý chuyện này á, thì gửi về tới dưới viên pin nó sẽ bị hết ở trong pin tay điều khiển á, hoặc là dữ lắm á, là nó sẽ bị chảy luôn. Trong những cái ngày vừa qua thì anh Phi không có quan tâm lắm về cái vấn đề về cái vụ đó, cho nên là không biết là bên cửa hàng họ làm sao thôi. Nhưng mà anh nghĩ là đúng chuẩn thì cứ làm ha. Riêng những cái tay mà vô lăng lái gạt qua nó tự động nó quẹo phải á, quẹo trái gạt lại á, tự động nó quẹo phải á, thì cái đó là nó có cái bộ gạt ở trong. Và riêng những cái tay điều khiển đó thì nó không có thằng công tắc nha. Trên tay điều khiển đó nó không có công tắc đó. Thì thôi thì chờ xíu đi, anh đem mấy con đó ra anh chỉ luôn để các bạn thấy. Đây các bạn, nói thì tai nghe mắt thấy, nói nó mới dễ nói ha. Cái chiếc này nè, trên cái tay điều khiển, cái này 3688 gạch K15A, chiếc này 315.000, nó còn cái chiếc 3688 gạch K11A 365.000 nữa. Về cơ bản thì nó gần giống như nhau, nó y chang nhau, nó chỉ đóng gói kích thước khác nhau, và cái giá trị gửi hàng về bên này nó khác nhau, cho nên nó ra giá khác nhau thôi. Thì cái con này, cái tay điều khiển của nó là tay bánh lái, nhưng thật sự không phải là tay bánh lái. Nó vẫn có cái nút lái ở trên này, nó vẫn có cái nút mở cửa ở trên này, nhưng nó còn một cái tính năng nữa là nó khi mà cái tay điều khiển nó nằm vậy nè, các bạn gặt nghiêng qua bên trái thì bánh lái này nó sẽ bẻ trái, các bạn gạt nghiêng bên phải thì bánh lái nó sẽ rẽ phải. Trên tay điều khiển này nó không có nút on off, cho nên khi các bạn gửi hàng á, mà cái cục hàng để nghiêng như vậy nè, là cái cục lái ở trong á, cái cục gạt ở phía trong á, để nghiêng chẳng hạn, để nghiêng cái tay lái như vậy, thì cái cục gạt ở trong nó tự động nó nhảy, và cái này nó luôn hút điện, và cho tới khi mà gửi về
đi tỉnh 5-3 ngày, 7 ngày gì đó thì cái cục pin trong này nó hết. Và nếu nó rớt vào một cái môi trường nào đó, cái cục pin nó có thể bị chảy muối nữa, nó làm hư cái tay điều khiển. Cho nên tốt nhất đối với tay điều khiển mà không có công tắc, không có công tắc trong đó thì nên lấy pin ra ha. Anh Phi đóng thì anh Phi luôn lưu ý cái phần này, cái nào có công tắc anh Phi tắt công tắc. Còn nếu không á, là tốt nhất là vẫn lấy pin ra ngoài luôn là an toàn nhất đó các bạn ha. Rồi, đó đó là cái điều kiện để đóng hàng cơ bản. Rồi, bây giờ anh Phi sẽ trở lại với câu chuyện đóng cái hộp hàng này trở lại ha. Rồi, rồi sau khi rút dây rút xong xuôi thì anh Phi sẽ cho cái con hàng này trở lại vô trong hộp ha. Đấy, nó gòn dư cái cây điều khiển này tại vì trong quá trình bỏ vô mình không ấy. Rồi, cái thứ hai là bộ phụ kiện, gồm có con vít với lại cái dây sạc, tại vì cái pin sạc chúng ta đã bỏ trong xe rồi là đủ ha. Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa cho đủ rồi chúng ta sẽ đóng gói lại ha, chúng ta sẽ dán băng keo lại là xong ha. Rồi xong con cam, bây giờ chỉ cần test tới con xanh dương mà thôi. Rồi con xanh dương anh Phi đã khui ra rồi đây, và anh Phi phát hiện rằng là con xanh dương á, cái mẫu dòng này nó có hai cái dòng pin. Là hôm trước các bạn nhớ anh Phi test con xanh dương này không, test chung với cái con siêu to khổng lồ SL138A là cái cục pin ở đây lại là cục pin tròn Lionberry, pin tròn, và cái hôm nay lại là cái cục pin 3 viên ha. Thôi thì có khả năng là nó sản xuất theo từng đợt thì nó sẽ có cái cục pin khác nhau, điều đó cũng không cần quan tâm tới. Bây giờ mình sẽ quan tâm tới là mình test cái viên pin, sạc cái viên pin này ha. Cũng đơn giản giống như nãy thôi, là anh Phi sẽ test sạc của viên pin này. Anh Phi cần có một cái ổ điện ha, ổ điện để anh Phi cắm cái cổng sạc này vào, và anh Phi cắm cái viên pin này vào ha. Và khi cắm xong là cái đèn đỏ ở đây nó sẽ hiện lên, các bạn thấy không ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ gỡ cái này ra để anh Phi bỏ pin cho cái viên pin vào ha. À, nhưng mà trước hết là ta điều khiển cái đã nha. Thì bật on công tắc lên nha, on tắt lên, siết cò thử, đá cò thử, trái phải, rồi ok. Sau khi xong hết đó, thì nó ok rồi thì anh Phi sẽ lắp cái ốc vào. Rồi xong, giờ chúng ta chỉ cần bỏ pin vào tay xe là được ha. Giờ chúng ta sẽ mở lên ốc xe ra cái này. Cái viên pin mà 3.7 còn viên này 3.6 thì nó không có ảnh hưởng lắm nha các bạn, nó không ảnh hưởng lắm về cái độ chạy của chiếc xe. Quan trọng cái là nó nhét vô giữa đây là ok ha. Chưa? Ok ha. Rồi chúng ta cho cái ổ này vào và chúng ta lắp cái con ốc này lại, là cái vít này nó hơi dài, khó làm lắm ha, làm cái vít ngắn hơn xíu cho dễ làm ha. Rồi xong, sau khi lắp ốc xong thì các bạn on xe lên nè, siết cò nè, chạy tới nè, siết cò chạy tới nè, đá cò chạy lui nè, này là trái phải nè, ok ha. Rồi đây là siết cò là chạy tới nè, đá cò chạy lui, siết nè, đá nè, siết nè, đá nè ha, chạy tới chạy lui, trái phải nè, trái nè, phải nè ha. Đó, rồi test tới đây là cũng xong rồi, và anh Phi sẽ gom những cái vật dụng cần thiết lại, và anh Phi sẽ đóng cái chiếc màu xanh này vào trong cái thùng. Và thùng hàng thì anh Phi sẽ đóng hai chiếc này chung, sau khi đóng chung thì anh Phi sẽ dán cái giấy gửi hàng này, và hàng này sẽ được VN Boss ghé ngang cửa hàng Abo để book cục hàng đi để giao hàng cho khách hàng ha. Thì thường những cái ngày giao hàng đi tỉnh ấy, thì thường anh Phi sẽ hẹn từ 2 ngày cho tới 4 ngày, tại vì thực sự ra mà nói phải dự trù như vậy. Nhưng thực tế hàng khi mà giao về tới nơi á, người ta tới người ta sẽ gọi điện trước khi giao, người ta sẽ xác nhận với các bạn rằng là các bạn có nhà hay không, các bạn có mua hàng hay không, để người ta giao với đảm bảo chính xác ha. Rồi nhưng cho nên anh Phi nhắc các bạn là khi mua hàng online thì nhớ cho cái số điện thoại nào có thể liên lạc được và luôn luôn nghe máy, hoặc
khi mà mình đã đặt hàng online rồi thì mình trên tinh thần là có số điện thoại nhỡ là cứ gọi lại cho người ta xem có phải bên giao hàng hay không ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác. Abo xin chào các bạn. Để mua hàng tại Abo nhớ gọi điện và Zalo cho anh Phi Mập ở Abo nha bà con.